xin kính mời đội trưởng của đội văn nghệ bản Lang, bản Cang, Vàng Bó, thị trấn lên sân khấu để nhận quà. Mời ông Đèo Văn Hàn chụp ảnh lưu niệm cùng đội trưởng các đội văn nghệ. Và ngay sau đây tôi xin được trân trọng kính mời ông Hoàng Ngọc Thinh, chị hội phó, chị hội cựu chiến binh và nó cùng lên có món quà để trao tặng. Tặng chị hội người cao tuổi. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn các vị trưởng đoàn cùng toàn thể quý bà con nhân dân.